em hẹn anh ra đây đột ngột như vậy á, anh có phiền lòng em không? Em nói làm sao vậy? Em hẹn anh ra đây anh vui quá trời luôn á. Ba vui thiệt hả? Thì mà ba, anh thật là đáng yêu. Ba, thật ra là em hẹn anh ra đây cũng có mục đích đó. Thì em hẹn anh ra đây là có mục đích hả? Mục đích nghe không hay cho lắm. Em hẹn anh ra đây có lý do. Vậy hả? Dạ. Vậy em nói đi anh nghe nè. Thật ra là nè. À, cái này, ủa, hình như cái này ngày hôm qua anh mua anh tặng cho em mà. Đúng rồi, ngày hôm qua ba mua tặng cho em á. Nhưng mà ba biết sao, em về em mở nó hoài không có được. Em không có sức lực á, dặn không được. Cho nên là em suy nghĩ nè, không để bây giờ mình lấy cái búa mình đặt nó cũng không được. Hay là mình lấy cái dao mình cứa nó cũng không được. Kỳ quá, hay là mình giục nó luôn thì uổng quá. Cho nên bây giờ em không biết làm sao với nó đó ba. Em ơi, đưa cái tay trái của em lên đây. Ủa? Không, anh mượn cái cọng này nè. À, làm tưởng. Tại vì em biết làm sao không? Khi mà nó trơn á, mình khó mở lắm. Cho nên nếu mà mình có một cái điểm tựa vô giống như vậy nè, ma sát á, là anh mở được liền à. Đó, hay chưa? Ôi, ba giỏi quá. Khen anh hoài luôn á. Đó, đơn giản mà. À, hay quá ha. Vậy em biết cách mở rồi, mà mốt về nhà để em mở ra. Thôi, nếu như mà xong rồi thì mình đi karaoke nha. Karaoke? Ba, em muốn đi karaoke giúp ba lắm. Nhưng mà tại vì em sao? Em sao nói cho anh nghe nè, đừng có ấp úng. Em cũng có một cái lý do. Em buồn quá à. Sao buồn nữa? Thật ra là em nói ra em sợ là ba không được vui. Không sao đâu, em cứ nói đi. Vì em anh có thể làm được rất nhiều điều, em yên tâm. Ba nói thiệt hả? Nói thiệt. Ba, thật ra là ba. Cái cọng dây chuyền này là oppa tặng em hồi tháng trước á. Đúng rồi. Mà bây giờ nó thành cái lắc tài rồi nè oppa. Mà em thích dây chuyền à, chứ em không thích cái lắc tài đâu. Vậy bây giờ em muốn làm sao nè? Bây giờ em không biết làm sao cho nó hết rối hết á. Không lẽ bây giờ mình cắt nó ra xong rồi cái mình nói nó lại, hay là bây giờ mình đem đun nó cho nó chảy đi rồi mình làm lại cũng không được nữa. Em ơi, thật sự ra cái này nó cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu. Cái này không đáng nhiêu tiền. Ba nói với em là nó 5 triệu là nó. Thì không đáng, là đồ giả hả? Không phải, ý của anh á là 5 triệu nó không có đáng gì đối với anh đâu, em hiểu không? Em đừng có đốt nó, em cứ để đi, đeo lắc tay đúng không? Đeo đi, bây giờ anh đưa cho em 5 triệu nha. Coi như là anh mua lại cho em một cọng dây chuyền khác, đền bù lại cho em. Ba cho em 5 triệu mua dây chuyền khác hả? Bình thường, anh thương em mà. Trời ơi. Ba. Cái sợi dây chuyền này á, em xem ở trên mạng á, em thấy nó báo giá là 4.900.000 á. Mà bây giờ oppa đưa em 5 triệu, như vậy là dư rồi, để em thối lại cho. Thối lại cho 300 ngàn. Thôi, giữ đi, mệt quá à. Bao nhiêu tiền đâu đáng gì với anh đâu, em hay vậy quá à. Vậy thôi em lấy 100 ngàn này em đi taxi á. Cảm ơn oppa. Không sao, anh thương. Rồi bây giờ xong chưa, đi karaoke nha. Ba. Hả? Sao nữa vậy? Thực ra là em không có tâm trí nào để đi karaoke hết đó ba. Bây giờ sao nữa? Cứ nói anh nghe. Em không có dám nói đâu. Em nói ra em sợ ba sẽ ghét con người như em á. Em nói gì sao vậy? Tự nhiên anh thương em không hết mà làm gì phải ghét em. Có gì cứ nói anh nghe. Tại vì nãy giờ là hai chuyện rồi, người ta nói bất quá tâm. Bây giờ em nói một chuyện nữa là ba ghét em luôn á. Em nghĩ cái gì vậy? Vì em anh có thể làm 4 chuyện, 5 chuyện, miễn sao là em vui là được. Ba nói thiệt hả? Thiệt mà. Ô ba, thật ra là cái chuyện này em ngại lắm. Nó hơi tế nhị. Nó là em
Muốn có em bé. Muốn có em bé. Hả? Em muốn có em bé. Em à, nhưng mà chuyện này... Papa, đừng từ chối nha. Em muốn có em bé, em không phiền nữa đâu bà. Nhưng mà anh với em chỉ mới... Ba, nhìn thẳng vào mắt em nè. Anh đang nhìn nè. Em nói thiệt á, ba cho em có em bé nha. Ba. Thôi vậy, bây giờ mình tìm chỗ sản xuất luôn đi em. Ba nói thiệt hả? Nói thiệt hả? Vậy là có em bé thiệt hả? Có luôn. Nhưng mà vậy ổn không? Được chứ. Bây giờ ba chỉ cần đồng ý một cái thôi, em chuẩn bị xong hết rồi. Ủa, em chuẩn bị hết luôn ấy hả? Hả? Ba đồng ý nha. Anh đồng ý. Vậy thì ba chờ em nha. Nhưng mà em đi đâu vậy? Chờ em. Thì ra là đã có chuẩn bị hết rồi. Chắc sẽ là cao trào lắm đây. Em về hả? Dạ. Anh Che, chào bố đi con. Chào bố. Ủa là sao? Papa à, thấy nó dễ thương không? Dễ thương nhưng mà là... Cái này là em bé của mình đó. Cái gì? Cái này là em bé hả? Em bé. Trời ơi. Dễ thương. Đây, em có cái này cho ba nè. Nè. Cái gì vậy? Ba xem đi. Chà. Ồ. Hả? 25 triệu. 25 triệu. Hả? Chỉ có 25 triệu thôi hả bà? Vậy là con chó. Em bé. Em bé con chó. Em sẽ chăm sóc nó ở nhà em nha bà. Tự nhiên chịu con bé này làm chi, bây giờ mất hết một mớ tiền. Cô lưng á. Chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Đại chiến tứ sắc Attack 25. Đây là một game show mà chúng tôi đã mua format từ đài truyền hình Asahi Nhật Bản. Là một trong những game show có tuổi đời lâu nhất tại Nhật Bản với 43 năm tuổi đời thưa quý vị. Wow. 43 năm tuổi đời thưa quý vị. Wow. 43 năm tuổi đời thưa quý vị. Wow. 43 năm hả? Hãy cùng làm quen với những nhân vật đặc biệt trong chương trình. Đầu tiên đó chính là người con gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương sẽ giúp đọc những câu hỏi xuyên suốt chương trình, đó chính là nữ thư ký Emma. Em xin chào mọi người, em tên là Emma Nhất Khanh ạ. Và hôm nay em sẽ là trợ lý cho anh MC Quang Bảo. Còn bên đây sẽ là bốn vị khách mời đặc biệt trong số đầu tiên của Đại chiến tứ sắc. Chào tất cả các bạn, mình là Nam Thư. Đố các bạn, con trai và đàn ông
khác nhau ở điểm nào? Con trai thì nó ở dưới nước. Ừ. Còn đàn ông đâu ở dưới nước. Ồ. Xin chúc mừng anh Thiên Dương với câu hỏi đầu tiên. Ủa sao nãy nó trống trên bờ? Bi. Là ông O. O. Lỗi là do con tay của mình thôi anh à. Anh Thiên Vương, như vậy là ô số thứ 13 đã thuộc về anh. Con cào cào có cái cánh xanh xanh. Hãy cho biết con cào cào có mấy cái chân? Con đầu cào có 40 chân. 40 chân. 40 chân. Ngày xưa sao đậu được môn sinh học của cấp 2 vậy? Em nhớ thầy dạy cấp 2 môn sinh học của em là thầy Sinh, trường Nguyễn Trãi, thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ủa mà rồi sao chị? Dạ thầy cho em quà. Thầy cho em quà. Thầy cho em quà. Địa chỉ nhà thầy ở đường mặt. Tố Thúy Kiều và Tố Thúy Dân là hai chị em. Cái gì của chồng mà các cô vợ muốn lấy nhất? Đó là một từ. Tiền phải không em? Tại sao phải mần nhục tôi trên sóng truyền hình như vậy? Dễ dàng quá. Trong bài hát Con Cò Bé Bé, từ con xuất hiện mấy lần? Anh có con ở nhà và cha biết. Kiều là nghe cái bài đó thường xuyên nhưng mà cha nhớ cái lời vì cái đó quá khó chịu để nghe. Bao nhiêu? Một. Chắc chắn đúng không? Vì tự nhiên nhớ. Vì tự nhiên nhớ. Chúc mừng. Gờ tới tay rồi đó anh. Chọn ô đi anh. Thì 15 đi, 15 đi hả? 15. 15. Đó. Có câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An. Vậy Sông Lam có chạy qua Nghệ An hay không? À, có ạ. Số 10 đi. Số 10.